Trăm mối tình mà cứ như quen rồi. Thế gian có bao người thấy nhau đã là duyên lắm rồi. Trái đất xoay vòng gặp ai cũng giống anh. Và vì sao lại thế anh? Vì sao đánh mất nhau? Vì sao sợ nỗi đau? Cô hận anh nhưng chẳng bền lâu. Động lại trong nhau một từ ngữ để gặp lại mình bất ngờ. Ngắm vô qua chiều đông mơ lòng chẳng ngờ. Có đâu anh là một ngày tình cờ như giấc mơ. Biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như ý. Để tông đường mà đi tham quan là không ăn chơi ở vùng biên giới. Là nơi ăn chơi xa đỏ, đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay cũng cả ở khắp mọi nơi. Muốn yên kiếm mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi. Mà chơi xong thẳng đi bằng tiền tươi mà ganh một đùa như một cuộc thi. Ông tụ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie. Mình nhớ thanh toán trước khi đã dậy mày nếu không muốn trở thành vương tử. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương. Mà các thiếu gia khi đến mua vui khi trên tay cầm nhiều cân lượng. Thì con xe bạn số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương. Không ăn to và nổi lớn khi bộ nổ đang giữ chức tướng. Từng lúc lót cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ. Mà toàn phần lớn phải gia chi tử mà mua chút thiền để mở bạc ti ăn chơi. Còn với chú dài mà giữ sĩ diện chơi đầu xa xỉ. Mà nhìn bề ngoài ra vẻ nghi tư mà chủ gây buôn bán mang thủy lượng. Hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sòng bạc bên cáp. Là nơi dân chơi đổi tiền sau những phi vụ phạm pháp. Sòng bạc lớn đã mỗi một ngày trên nghìn người đã bút ra vô. Nhưng phía bên trong đã có thi vô nắm hết cái phần tỷ số. Cái bài nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ. Hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đổi chi trong giấc mơ. Có giấc mộng mới đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ. Do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con này. Nơi đây mà có khuôn mặt mà thật phúc hậu. Ngồi uống trà và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu. Nhưng sự thật là ngồi bên kia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn bổ ráp mà phá đường dây mày thì chuyện đó để còn rất đau. Để danh tiền mà là doanh nghiệp làm thúc đẩy lên nền kinh tế. Mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu mà tạo điều kiện cho người làm thuê. Làm công tác mà đi từ thiện mà dẫn chuyến hàng mà rất chuyên thứ tự hàng được chuyển với dạng thiên thể. Có hồng phỉ nó giàu mì tôm hay khi đã nó giàu bột ngọt, nước ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đúc lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt, mà tay cho quà rồi ta nhận tiền mình chưa bao giờ gây hàng thích thốt. Có tài khoản ở nước ngoài vốn và có nhiều năng lượng, danh cũng khủng mà nhưng cuộc sống thức dạng gì đây không buộc được. Quán riêng hết mà trong lẫn ngoài, cuộc sống như một âm tương các đón nhân và sự thế khéo léo hơn trong nguyên chương. Có em út mà đi đu phí mà từ quán lớn cho đến quán nhỏ, cách ăn chia mà theo phần trăm mày phải chung chi đi khỏi nhăn nhỏ. Đến cuối tháng mà thì phải đóng đúng phân sự mày khỏi cò mò, mà đừng có ngu mà đừng kể lại khỏi đồng phí thì mày làm to. Chính mắt tao mà đã chứng kiến mà đến món già đi đốt khách sạn, mất ông chủ cái quán massage mà rơi xuống đường từ lan can. Đừng đánh sập một quán bar chỉ một tiếng cho tới sáng, mày muốn chống mày với bốn gà thì cũng tay mày tối như ta. Trong mà gia phả cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cầu con khật, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đậu, cậu cả sinh ra là thắng nè, lớn lên trong sự giàu sang giàu ngang ở trên vạch mức thì cái kho cứ ăn mặc thức chứ cần gì thức nói chuyện mực sách nè, khoác tài sánh vài cậu cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la, vẽ xanh vào trong coca mà ngồi sofa hula cần tiền alo sao mà già cái cho vào dùng sắp. Dù khắp cậu cả cái chung chi của thiên gia đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mấy em đi chung, cậu cả không thích chi đi cậu với nhiều lời nói thị phi nè, cậu quen với cách chung chi tính phí bao xanh nói tùy uy nè. Money, City, Bobby, Paris, Fendi, LV, Burberry, Gucci, người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu thích cái hàng xa xỉ để phun tiền tỷ để lái Bugatti. Sự mà thành công cạn ly trong sự đồng thanh, tiền biến trở ngại thành công đánh đổi tuổi trẻ mới có mới thành công mới tạo ra được nhiệt, còn bằng không cái thân thật liệt nhược, phải cố gắng để đời mày được nhiệt thì cuộc sống này mới tiền được. Nếu cố gắng bước ra mày làm giàu, nhưng trước khi nhúng tay vào chàm từng thể hiện là khiếu mới làm màu, hãy im lặng bắt tay vào làm, tao không nói gì cho mày đâu, đi đường nhanh thì chực ở đầu dây, giết nhà lương cao cũng có thể khiến cho mày giàu ngay à, sao dễ nhanh cũng quá dễ, không ăn lạnh thì bước vào đây, để có cuộc sống giàu sang thì phải chấp nhận cuộc sống không ai. Mày đừng bước vì đôi chân mày còn quá non, mà muốn ra khơi phải chấp sóng lớn, mà không đủ đẳng thì làm cá con. Đừng nói chạy trước khi biết đi, nó quá khó tạo nên bằng thắng với những hành vi khi tiểu suy nghĩ phải chung bằng năm bằng tháng. cái án của cuộc đời mày là bảy mây làm giàu cho người khác, mà lời của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối, hãy nghĩ là nó màu hồng, đừng sửa sai bằng lời sám hối. Cái thứ nhận lại là viên kèo đồng, thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa mà đừng để nằm trong song sắt, phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nó quá mông lung. Đời không cho thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kiêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi vì lòng người từng hay đã đón, nó luôn tìm cách để chia mày xuống khi thấy mày có chút đỉnh tình công. Mày đừng có làm theo ý nó, muốn bị hại tiểu nhân bằng lòng nghe chán đời không. Don't trái tim của anh, nhưng không cho phép anh có được. Ngày đó đến cũng là ngày đã bay xa nơi bầu trời. Khi cơn mộng mùa về vẫn cây nhớ mang hao gầy. Cầm tay em đi muôn nơi, ngắm em suốt đêm không rời. Tiếng này xem như chúng ta đã có nhau thật rồi. Bật khóc đến giữa dòng đời, biết như ta không quên được người. Trong cơn mộng ngày nào anh với em vẫn không xa rời. Rồi cao cho em cực lấy đi trái tim của anh. Đừng không cho phép anh có đời nguyên thiếu sợ bao lâu bác mãi đâu vì bao suy tư. Trời cao trăng khuyết ta ngóng trông hao mòn, mình ta mang tình si biến mãn yêu với hận cùng đan xen nhau. Hồi ức xưa đến khi nào ngừng lại đây. Đời nguyên thiếu sợ bao lâu bác mãi đâu vì bao suy tư. Chờ tiếp bao xuân thu tháng năm quay lại. Bàn tay ai cầm chặt tay ta, đôi mắt nào vừa tình ta. Bận đêm khuya đã trôi lâu ôm nhớ. Hàn nguyên bốn bể giang hồ, rượu ba chung độc say thương trăng trước gió. Mong cánh vẫn chưa dứt, nỗi đau chưa biến tan. Một người nữ âu sầu trong tiếng tì bà. Giang ngày thấp thoáng, công nhân đứng đó mong chờ. Bàn tay thon ta yêu kiều ta nhớ mãi. Trời treo người quá, cánh hoa rơi làn nước trôi. Đã yêu nàng trong cơn đau khổ ta chuông đời. Đời yên thiếu sao bao lâu vì bao suy tư. Trời cao trăng khuyết ta ngóng trông hao mòn, mình ta mang tình si biến mãn yêu với hận cùng đan xen nhau. Hồi ức xưa đến khi nào ngừng lại đây. Đời điên điêu sâu bao lâu bác mãi đâu vì bao suy tư. Chờ tiếp bao xuân thu tháng năm quay lại. Bàn tay ai cầm chặt tay ta, đôi mắt nào vừa tin ta. Tận đêm khuya đã trôi lâu ôm nhớ từng thứ. Trời treo người quá, cánh hoa rơi làn nước trôi. Đã yêu nàng trong cơn đau khổ ta trong đời. đang lấp lánh phía sau anh. Quay lại nhìn em để thấy em quan trọng hơn bất cứ ai. Quay lại đầu cố mắt em và nói yêu em. đau.